nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm vào dịp cuối năm trong thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2008 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội chợ hàng tiêu dùng Tết 2008. Trong đó, nhiều đơn vị đưa ra mặt hàng đang có nhu cầu rất cao vào dịp lễ Tết. Công ty Gali chuyên cung cấp các sản phẩm điện gia dụng cao cấp với hơn 10 năm kinh nghiệm và hệ thống 1.265 đại lý bán hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm của Gali được nhiều khách hàng quan tâm như máy xay ép đa năng, máy chế biến sữa đậu nành, lò nướng thủy tinh, máy hút bụi, nồi lẩu điện, nồi áp suất điện, quạt máy cao cấp Gali. Đây là các sản phẩm được sản xuất theo các quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt của hệ thống chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000, nên các sản phẩm này đảm bảo được chất lượng, có mẫu mã phong phú, kiểu dáng đẹp, thích hợp trong cuộc sống hiện đại. Dịp này, Gali cũng đưa ra chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho đối tượng khách tham quan với nhiều giải thưởng có giá trị, giảm giá dành cho khách mua hàng giá đặc biệt ưu đãi, giảm từ 5 đến 40%, được nhận ngay quà tặng cao cấp và bốc thăm hái lộc đầu năm khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Gali. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm vào dịp cuối năm trong thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2008 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội chợ hàng tiêu dùng Tết 2008. Trong đó, nhiều đơn vị đưa ra mặt hàng đang có nhu cầu rất cao vào dịp lễ Tết. Công ty Gali chuyên cung cấp các sản phẩm điện gia dụng cao cấp với hơn 10 năm kinh nghiệm và hệ thống 1.265 đại lý bán hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm của Gali được nhiều khách hàng quan tâm như máy xay ép đa năng, máy chế biến sữa đậu nành, lò nướng thủy tinh, máy hút bụi, nồi lẩu điện, nồi áp suất điện, quạt máy cao cấp Gali. Đây là các sản phẩm được sản xuất theo các quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt của hệ thống chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000, nên các sản phẩm này đảm bảo được chất lượng, có mẫu mã phong phú, kiểu dáng đẹp, thích hợp trong cuộc sống hiện đại. Dịp này, Gali cũng đưa ra chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho đối tượng khách tham quan với nhiều giải thưởng có giá trị, giảm giá dành cho khách mua hàng giá đặc biệt ưu đãi, giảm từ 5 đến 40%, được nhận ngay quà tặng cao cấp và bốc thăm hái lộc đầu năm khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Gali. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm vào dịp cuối năm trong thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2008 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội chợ hàng tiêu dùng Tết 2008. Trong đó, nhiều đơn vị đưa ra mặt hàng đang có nhu cầu rất cao vào dịp lễ Tết. Công ty Gali chuyên cung cấp các sản phẩm điện gia dụng cao cấp với hơn 10 năm kinh nghiệm và hệ thống 1.265 đại lý bán hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm của Gali được nhiều khách hàng quan tâm như máy xay ép đa năng, máy chế biến sữa đậu nành, lò nướng thủy tinh, máy hút bụi, nồi lẩu điện, nồi áp suất điện, quạt máy cao cấp Gali. Đây là các sản phẩm được sản xuất theo các quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt của hệ thống chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000, nên các sản phẩm này đảm bảo được chất lượng, có mẫu mã phong phú, kiểu dáng đẹp, thích hợp trong cuộc sống hiện đại. Dịp này, Gali cũng đưa ra chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho đối tượng khách tham quan với nhiều giải thưởng có giá trị, giảm giá dành cho khách mua hàng giá đặc biệt ưu đãi, giảm từ 5 đến 40%, được nhận ngay quà tặng cao cấp và bốc thăm hái lộc đầu năm khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Gali.